có nên làm ướt kem trước khi đánh răng hay không? Không có gì lạ khi đánh răng hàng ngày mà răng vẫn ố vàng vì trước nay chúng ta vẫn làm sai cách. Chúng ta đánh răng mỗi sáng và tối, nhưng bạn có làm ướt kem trước khi đánh răng hay không? Có thể trước nay chúng ta vẫn làm sai cách và khiến răng vẫn cứ ố vàng theo năm tháng. Hầu hết tất cả mọi người đều đánh răng hàng ngày, tuy nhiên hiệu quả mà nó mang lại cho mỗi người khá khác nhau. Có người trắng răng rõ rệt, nhưng người khác răng vẫn ố vàng xỉn màu dần đi. Vì vậy, trước khi đánh răng, nhiều người bị tự hỏi liệu có cần làm ướt kem đánh răng trước khi đưa vào miệng để làm sạch răng hay không? Việc này có hiệu quả tốt hơn không? Nhiều người không hiểu, chẳng trách răng họ chuyển sang màu vàng. Trước hết, bạn hãy xem loại kem đánh răng mà mình sử dụng là loại gì. Với mỗi loại khác nhau, bạn lại cần một cách sử dụng khác nhau. Nếu nó là kem đánh răng có tác dụng làm trắng thì bạn có thể bắt đầu đánh răng trực tiếp sau khi nặn kem ra bằng chải, vì loại kem đánh răng này có chứa thành phần làm trắng. Nếu bị dính nước, nó sẽ dễ làm mất đi tác dụng làm trắng trong kem đánh răng. Nhưng nếu bạn đang sử dụng kem đánh răng thông thường không có tác dụng làm trắng thì chúng ta vẫn nên nhúng bằng chải có kem đánh răng vào nước hoặc xả nước để làm ướt kem trước khi đánh răng. Điều này là bởi kem đánh răng thông thường không có nước sẽ khó tạo bọt, thêm vào đó lông bàn chải cứng hơn nướu. Thiếu lớp đệm bọt của kem đánh răng có thể dễ dàng dẫn đến chảy máu nướu và nướu dễ bị tổn thương. Vì vậy, với các loại kem đánh răng thông thường, bạn nên nhúng nó vào một ít nước để tạo bọt thì mới có thể làm sạch răng hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn cũng phải lưu ý rằng dù đánh răng tưởng chừng là việc bình thường đơn giản nhưng vẫn rất khó đạt được hiệu quả tốt nếu không thực hiện đúng phương pháp. Thông thường, việc đánh răng nên kéo dài trong ít nhất 3 phút. Nếu thời gian quá ngắn, sẽ không có tác dụng tẩy trắng răng và khử trùng. Trong khi đó, thời gian đánh răng quá dài sẽ làm tổn thương nướu và sau khi đánh răng nhiều năm sẽ không có tác dụng làm trắng. Ngoài ra, tác dụng của việc chải răng là lấy đi những chất bẩn trên bề mặt răng, như một số ngóc ngách của răng bàn chải không thể chạm thấy được. Ở những vị trí này sẽ trở thành vôi răng do tích tụ lâu ngày. Nhưng khi vôi răng xuất hiện nhiều thì việc đánh răng nói chung sẽ không thể làm sạch hết được. Bạn cần đến bệnh viện để rửa răng. Điều đáng nói là rửa răng sẽ không gây hại cho răng như nhiều người vẫn nghĩ mà giúp răng sạch hơn. Nếu trường hợp nghiêm trọng như bạn có sâu răng hoặc vạch đen thì bạn phải chú ý đến đây là tín hiệu báo động của răng, cần đến sự trợ giúp của nha sĩ kịp thời và đừng chờ đợi triệu chứng đau răng xuất hiện rồi mới đi khám. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.